thiệu với các bác chơi cây cảnh nhá. Đây là một cái máy làm lúa chạy bằng điện 220V nhá. Cái này thao tác rất là dễ. Mình lắp cái đầu này vào này. Đây nó có hai loại mũi nhá. Một loại này côn nó to này, một loại này là mũi nhỏ này. Đấy, mình thao tác rất là dễ. Đây nó có cả cái xoáy đây rồi. Cái này chạy điện 220V nhá. Mình chỉ cần cắm điện vào này. Xong là nó mình bật công tắc. Chỉnh quay nhanh quay chậm là tùy mình chỉnh nhá, nó có hai nút công tắc này. Đấy, mình sẽ bật được rồi. Đấy là bật nè, còn đây này lấp nhanh lấp chậm nhá. Đấy. Mình đưa vào các cái ngóc ngách cây để chuyên để làm lũa cây nhá. Rất là tiện lợi. Bác nào có nhu cầu sử dụng nhá, làm lũa nhá, rất tiện lợi. Xin liên hệ ngay nhá. Máy làm lũa chạy điện 220V. Rất tiện lợi. Có hai loại mũi nha. Mũi cốt 6 nữa. Đấy là mua thì được thưởng theo một cái đôi chổi than để lắp vào trong này nha. Khi mà mòn mà mình có thể lắp lấy được nha. Chỉnh nhanh chậm này.